Hello, xin chào mọi người, xin chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn để test mạng xem là hiện tại nhà mạng nào đang là khỏe nhất nhé. Thì đầu tiên là mọi người hãy vào cái trang Speed Test này. Xong rồi mọi người sẽ chọn cái đầu tiên là cái mạng nhà mình là cái mạng gì nó sẽ hiện ở đây. Của nhà mình đang là Viettel. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái Viettel, cái mạng Viettel luôn. Mình sẽ bấm vào Go. Đây, thì là cái mạng nội bộ khi mà Viettel với Viettel nếu như cái việc mà sử dụng chung cái mạng này thì nó sẽ có cái tốc độ truyền tải dữ liệu nó hiện tại là 216 17 MB. Đấy. Đấy. Nó ổn định ở cái mức độ là khoảng 210 mấy đến 220 mấy. Đấy. Đấy. Sau khi mà test xong rồi thì mọi người lưu cái tốc độ download và upload này về nha. Để ghi lại thì sau đấy là mình sẽ chọn tiếp một cái server khác để mình kiểm tra xem là cái mạng khi mà ra ngoài hoặc là cái mạng mà mình muốn test nó có mạnh hay không. Thì cái thứ hai mình sẽ chọn là CMC. Thì cái CMC này nó là cái mạng của truyền hình cáp ấy. Truyền hình cáp thì mình nghĩ là nó sẽ chậm thôi, nó không nhanh đâu. Rồi nó cũng khá là nhanh. Cũng 210 mấy mê. Như vậy là cái mạng của CMC truyền hình cáp này cũng khá là tốt. Đó. Khá là tốt. Dù là hiện tại bây giờ các nhà mạng đang nâng hết đường truyền lên cho mọi người dùng và thậm chí là có thể miễn phí cho mọi người trong cái thời gian dịch bệnh này. Tuy nhiên thì nếu mà mọi người dùng cái server nước ngoài hay là những cái trang web nước ngoài thì nó vẫn bị chậm vì là cái đường truyền ra nước ngoài thì hiện tại giờ là đang bị nghẽn. Tiếp theo đến là cái FPT. FPT thì đầu tiên là cho thấy cái tốc độ khá là chậm. Thì mình nghĩ là cái FPT thì khá là nhiều người dùng rồi. Nói chung là ngồi nhà thì ngồi nghịch phát hiện ra cái này chia sẻ cho anh em xem thôi. Để mọi người biết là cái hiện tại mạng nào đang là nhanh và mạng nào thì đang là bị chậm và bị nghẽn. Như vậy là nó so với CMC và Viettel thì nó đang giảm đi khoảng 100 mây. Khá là chậm so với thời điểm hiện tại. Hà Nội. Đây. Đây là cái mạng khi gió thì mình cũng không để ý lắm. Cũng khá là nhanh. Cái này nó cũng dạng tương tự như là mạng của truyền hình cáp vậy. Cũng là được cả 210 mê. Nói chung nó cũng không khác gì nhiều. So với mạng Viettel và mạng của truyền hình cáp khác. Đó. Cũng khá là ổn. Bây giờ mình sẽ thử cái VNPT. Rồi, cũng khá là nhanh. Rồi mình sẽ test luôn sang cái khác. Đâu, cái này không, nó không cho test luôn cho cái khác. Mình sẽ phải đợi nó test vừa tải về và đăng đăng lên. Bình thường cái này ấy thì kể cả thông mạng sang nhau hay test của Viettel không thì nó cũng với một cái gói cước tầm 200-300 thì nó chỉ rơi đến khoảng 40 mê là cùng thôi, nhưng mà thời gian gần đây đã được tăng lên rồi. Mobifone thì cái này có thể là mạng test mạng 3G luôn, 4G. Rồi, cũng khá là nhanh.
Thậm chí bây giờ là có thể các nhà mạng đã để mắc băng thông cho mọi người dùng cho nó thoải mái rồi. Rồi, khá là nhanh. Cái này, cái gói của mình là gói 40 MB bình thường nhá. Khi test bất kể với nhà mạng nào thì trước đây mình test nó rơi vào khoảng tầm 30-40 MB thôi. Nhưng bây giờ hiện tại là lên 210 mấy MB thì thấy khá là đặc biệt. Đây. VTC. Đây nó test nó sử dụng cái server của những cái nhà mạng khác. Được không? Rồi cái VTC này thì khá là chậm. Được hơn 100 MB, nó tương đương với cả cái mạng của FPT. VTC này thì không phổ biến lắm. Rồi, rất là yếu. Ok. Đấy, còn vài cái nữa thôi. Nhưng mà những cái này thì mình nghĩ nó không có cái gì đặc biệt cả. Rồi, mấy cái mạng này nó không được nhanh lắm. Nơi chán lắm. Thì mình làm cái video này chia sẻ cái kiểm tra nhà mạng nào đang là cái nhà mạng mà cho khả năng tốc độ cao nhất có thể. Thì hiện tại bây giờ đấy là những cái mạng như Viettel, VNPT hay là CMC của truyền hình cáp rồi cái gì đấy. Còn hiện tại FPT bây giờ thì có thể là cái lượng người dùng của bên FPT đang rất là nhiều người dùng, cho nên là cái việc tốc độ nó sẽ không được đảm bảo. Nó sẽ không nhanh bằng những cái mạng khác như là của Viettel hay là của VNPT. Đấy. Rồi, mình xin kết thúc cái video ở đây nhá. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.